dưới này. Được. Anh kêu vừa bảo là đất chưa để cho vừa chảy đi, vừa gọi đến vừa xong thì bắt đầu thấy nhà chuồng trâu cũng lấp hết, chuồng gà cũng chơi đi hết rồi. Nói như Phú có kể rằng là trước kia là ở đây này cô bác này, là có một ngôi nhà là bên cái nhà bộ công an là nhà ghép ấy, người ta làm cho, nhưng mà hiện tại là đang bị là vùi lấp ở dưới này. Còn là một số từ trước đến giờ thì anh đã từng thấy cái trận mưa nào và cái trận lũ nào như thế không anh? Không, từ lúc bé từ bây giờ anh không bao giờ thấy cái trường hợp này. Vâng. Tài sản ngô cái gì cũng ở bên này cũng mất rồi. Thì ở đây là một cái phần mà coi như là động viên là gia đình anh một chút là 500 ngàn đấy nhá. Vâng. Anh xin cảm ơn nhá. Vâng, đấy anh xem là đủ 500 ngàn chưa? Vâng, lúc đấy là hai mẹ con ở trong nhà thì cũng không biết là bị sập hay là như nào đâu, không có động tĩnh gì. Vâng. Thì cây đổ từ trên bên trên xuống thì đập vào nhà bếp mới biết là nó đang bị sập. Mới chạy ra ngoài, ôm con chạy ra ngoài xong rồi đến ra ngoài sân này là hai cái nhà kia là sập đi hết. Tại còn là Phú thì cháu được xin phép là gửi cho Phú là 500 ngàn này. Cho em xin gửi lời cảm ơn đến bác Kim Hoàng đã gửi lời hỏi thăm động viên gia đình ạ. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ đến gia đình nhà em ạ. Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có được là bên xã có nói với cháu Lực là ở dưới này có vài hộ gia đình là sau cái trận thiên tai, trận mưa, trận lũ lụt và thiên tai ảnh hưởng khá là nhiều đối với lại là bà con ở trên vùng núi, không chỉ là ở trên riêng một mình nhà cháu Lực cả các bác ạ, cũng có nhiều là vài nơi khác, kể cả như là ở dưới xuôi thì các bác cũng đã chứng kiến được rằng là ở dưới xuôi thì là hầu như là bị ngập lụt, còn ở trên vùng cao cháu Lực thì là bị sạt lở rất là nhiều. Cái trận thiên tai này thì phải nói là năm nay đối với lại là bà con thì khi mà ai chứng kiến được cô bác thì đều rất là rùng mình. Ở trước mặt cháu Lực thì các bác nhìn thấy tất cả những cái đồ đạc cũng như là những cái cây để mà làm dựng thành một ngôi nhà thì đã bị hớ ra là hoàn toàn rồi. Không biết là ở bên kia thì có ngôi nhà nào bị lấp không. Thế còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào tìm hiểu cái trận thiên tai này cô bác nhé. Ở đây thì có vẻ như là những cái đồ dùng này là nhà thì đã bị sập rồi, thành ra là không có chỗ nấu cơm luôn các bác. Đi ra đây để mà nấu cái chỗ cơm, nấu cơm ở đây luôn. Em chào anh nha. Ôi, chỗ này thì có vẻ như là bị sạt lở nhiều quá rồi anh nhỉ. Em hiện tại thì có vẻ như là hàng xóm là cũng ra hộ khá là nhiều cô bác ạ. Đây, Phú nhá, đeo cho Phú cái mic nhá. Đây thì cũng được là bên xã là giới thiệu và cũng được sáng nay thì cũng có điện cho Phú ấy, và nói chuyện với Phú rằng là cũng có trao đổi với Phú rằng là ở dưới này thì hiện tại là đang có bao nhiêu là hộ gia đình là đang bị sạt lở là bị lấp trúng ngôi nhà rồi Phú. Đây thì nói chung là hai nhà. Bị hai nhà rồi. Nhà bộ công an kiểu dạng nhà này kêu dứa luôn á. À. Bị lấp đi hết. Quần áo đi hết còn mấy người. Nhưng mà ở đây là lúc mà bị sạt lở thì là buổi tối hay là vào ban ngày? Ban buổi chiều tầm 1 giờ, 2 rưỡi 1 giờ. À. Như là một nhà thì là nhà bạn, còn là một nhà thì là nhà của anh à anh? Vâng. Thế là nhà bên này là nhà của Phú hay là nhà của anh? Đây là nhà của anh. Đây là nhà của anh à? Nhà của Phú thì nước hết rồi. Ồ. Trôi đi hết rồi. Nhà của Phú thì là trôi đi hết rồi. Vâng.
Nhà mình là ở cái đoạn cái cây cột điện này. Tận cây cột điện kia. Nhưng mà bây giờ nếu mà đi vào kia thì liệu là có vào được không? Có. Có à? Nhưng mà sợ rằng nó có bị lún xuống không? Lún vẫn lún nhưng mà nó không lún sâu đâu. À. Thế thì về Phú là ra tận cái chỗ nhà của Phú một tí nhỉ? Ê. Phép đi. Thế là nhà của anh thì còn gỡ được lại cái gì không anh? Không, nhà anh thì cái nồi bắt hết rồi. Thế là Phú ơi, bên này là nhà của anh à? Vâng, nhà bên này là nhà của chú. À. Thế là Phú là cháu của chú phải không? Vâng. Cháu của chú. À. Thế là chú cháu mình ra tận ở phía bên này để mà ghi hình cho các bác là xem cận cảnh sau cái vụ mà cơn bão số 3 này đến nha cô bác này. Ui, có vẻ như là tôn này thì đã bị là hầu như là hỏng hết rồi cô bác ạ. Thế là nhà của Phú nếu mà ở thì là ở tận đâu à Phú? Đúng ngay cái đoạn này luôn. À. Thế là nhà của Phú là ở ngay đoạn này luôn? Đúng rồi. Ui rồi. Ngay ở đây luôn, đây này. Đây là cái nhà mình ở. À. Hai vợ chồng. Hai vợ chồng bạn ở đây? Đúng rồi. Còn nhà chính thì ở bên kia. Nhà chính thì không ảnh hưởng. À. Thế là nhà ở bên này trước kia là của nhà là Bộ Công an làm đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhà của bạn thì còn gỡ gạc được lại cái gì không? Hay là mất hết rồi? Một hai bộ quần áo. Thế được. Thôi, còn lại đi hết rồi. Được một hai bộ quần áo. Như này thì có vẻ là nhà bên trên đang làm cái gì đúng không? Đúng rồi, đang cúng. À, chắc không biết là cúng cái gì đây. Cúng vừa là rủ lặc. À. Đấy, đây là cái nguồn nước mà hai nhà uống hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày. À, là ở trên này là có một cái nguồn nước luôn à? Đúng rồi. Bình thường là mình hai nhà cái cháu thì vẫn uống cái nguồn nước này này. Ôi ôi, tận là phía trên kia của bác này, lực xế. Giờ bị trôi cả cái nguồn nước đi luôn. Cái đất ở đây thì có vẻ như là trước kia là nó cũng thuộc dạng là cái đất bùn nhỉ, Phú nhỉ, chỗ này ấy. Đây là toàn là thuộc dạng kiểu đất bùn. Tức là nếu mà trước kia là nhà của Phú là đang ở đúng cái chỗ hiện tại của Phú luôn à? Đúng rồi, đang đứng ở đây luôn. Nhà của anh thì ở phía bên kia là nó chỉ là gọi là sượt qua thôi anh nhỉ? Qua đi một nửa nhà. Là đi một nửa nhà? Con lợn trôi đi hết rồi. Con lợn trôi đi hết á? Cứu được mỗi con trâu. À, cứu được mỗi trâu. À, thế là hiện tại là cho lực đàn còn chưa biết là về gia súc, gia cầm thì đã thiệt hại như thế nào các bác nhá. Nhưng mà nghe anh kể thì đâu đó là chỉ còn là một con trâu là duy nhất thôi. Như nhà của Phú thì những con lợn con gà này thì là mất hết không Phú? Lợn thì còn cứu được 3 con, còn một con là trôi chả biết, chắc bị lấp ở quanh cái này thôi. Quanh cái này á? Nhưng mà còn về gà này kia thì gà quế các kiểu, trâu bò thì nhà chính bên kia. À, là ở xa nhà bên kia đúng không? Đúng. Nhà này chỉ gọi là mỗi hai vợ chồng ở với là 3-4 con lợn con thôi. À. Còn gà thì bên kia. À. Thế là ví dụ như là gà với lại là trâu là Phú là để ở nhà bố mẹ đúng không? Gọi là nhà chính. Là gọi là nhà chính nhưng mà đấy là gọi nhà bố mẹ đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì có vẻ như là hiện tại nếu mà bước vào cô bác này hầu như là bị lún hết. Chỗ này thì trước kia là có thửa ruộng à Phú? Không, sập từ toàn tiến dương mà. Dương. À. Ô tô. Ôi. Cái này thì đâu đó là cái chỗ sạt lở này của bác này. Cái chiều dài của nó ít nhất chắc phải được tầm độ 500m nhỉ, từ đây đi xuống dưới đấy. Ở trên kia thì có vẻ như là không biết là nhà hàng xóm là đang làm một cái nghi lễ gì của bác. Bên kia thì người ta đang làm cái gì nhỉ Phú nhỉ? Trên đấy. Đấy á. Đấy bảo là cúng cho đất chơi. À. Kiểu là thu dạng kiểu là cúng sạt lở. À. Đấy theo dân gian. Ồ. Cái chiều dài của nó thì cũng phải nói là tương đối là khá là dài của bác ạ. Đâu đó là tầm độ là ít nhất là tầm độ chiều ngang là tầm độ 50m. Hình như ở đây thì nếu mà lúc mà sạt lở ấy thì là rơi vào tầm độ mấy giờ Phú? Lúc đấy ấy.
tầm 1 giờ. 1 giờ đêm á? 1 giờ ban ngày. 1 giờ ban ngày. Nhưng mà lúc đấy là mình có ở nhà không hay là mình đi đâu à? Đang xuống em chuẩn bị đi làm ấy. À. Nên là người nhà gọi về bảo nhà bị trôi bị lấp hết rồi xong về nhà luôn. À đến lúc đấy là cũng đang chuẩn bị đi làm. Đúng rồi. Nhưng mà ở nhà thì có vợ con là có ở trong nhà không? Có, lúc đấy đang hai vợ con đang ngủ. À. Thế vợ là đang thế ngủ à? Thấy hiện trạng kiểu kêu tiếng lạ ấy, nên là bế con chạy ra ngoài. À, thế là Phú là chỉ có nghe là vợ là về kể lại cho Phú nghe rồi đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà còn anh thì là đến cái lúc mà bị sạt lở này anh có chứng kiến được là cái toàn bộ cái lúc mà sạt lở không anh? Có, nhưng mà lúc anh đang ở nhà sàn đó thì anh thấy cái cây nó kêu ầm ầm thì anh mới kêu bảo cho con ra ngoài chắc là sụp lở. À. Anh chạy về thì cái nhà đó chơi hết rồi. Ở đây thì có vẻ như là vừa rồi cháu Lực nhìn thì còn nhìn thấy cái là cái chén ở đâu đây ấy, vừa rồi ở đây này. Đấy. Chén coi như là chén bát đũa là không được lấy được cái gì nữa. Điện thoại cũng không lấy được. Ồ, thế là mất một cái điện thoại của vợ. À, thế là cả điện thoại của vợ là đều là nằm ở trong vũng bùn này hết rồi à bây giờ ấy? Đúng rồi. Cái này thì thuộc dạng như kiểu là cái đất đất bùn này của bác này. Trong này thì có một cái khe nước mà chảy ra khá là nhiều, không biết là cái khe nước này là nước nguồn hay là nước hoặc nước mưa nữa. Nhưng mà nhìn những cái vết tích của cái cơn lũ đi qua đấy phải nói là rất là ghê của bác ạ. Ôi dưới kia là có một cái ngôi nhà, là dưới kia cũng có nhà ở dưới kia ấy anh. Chuồng trâu anh ấy. À là cái chuồng trâu của anh à? Nước hết rồi. Ồ. Thấy mấy trâu mới đâu nó sóng thì đi moi ra. À. Thế là cái lúc mà bị sạt lở thế này là anh là anh ở nhà. Ừ, anh ở nhà, anh xuống vừa đang lấy cỏ ở dưới này. Được. Anh kêu vừa bảo là nước chưa để cho vừa chảy đi. Vừa gọi đến vừa xong thì bắt đầu thấy nhà chuồng trâu cũng lúc hết. Chuồng gà cũng chơi đi hết rồi. Nhưng mà cái lúc mà bị như thế thì anh có nghĩ được gì không đến lúc đấy? Hoảng loạn hết chưa? Loạn hết rồi, cũng đang tìm một sửa ở dưới thì bùn đang chảy sửa lúc người. Cái lúc đấy là vợ với lại con anh là đang ở dưới lán chuồng trâu. Vâng. Đây là ao của anh. Chỗ này là có một cái ao ở đây. Vâng. Có một cái ao to, cá thì tầm khoảng 1 tấn. Cá tầm 1 tấn? À, cá cũng chảy đi hết rồi. Nhưng mà cá này là hiện tại là theo anh là nó bị trôi đi hay là nó đang bị lấp ở dưới phần đất này rồi? Nhưng mà chơi đi rồi, vừa ở dưới vừa vào là sửa cái ao. Cái ao chơi ở dưới vừa còn bắt được cá liền. À. Một con tầm khoảng độ 3 cân. À. Ở bên ra phía bên này có bác, ra phía bên này thì cháu được nhìn thấy là không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà là em thấy là ở ra bên kia thì cũng có khá là nhiều hộ gia đình ấy. Ra bên kia thì có người ta có gia đình nào mà bị như kiểu hiện tượng là nứt hay là gì không anh? Nứt rồi, từ nhà xây sang bên kia bây giờ nứt đang chuyển lên của trường kia rồi. À thế là bây giờ là những cái nhà hộ gia đình là ở dưới này là di chuyển là lên hội trường kia ở hết. Vâng. Nhưng mà nhà của anh, hai vợ chồng của anh như này thì chỗ này là anh có di rời lên trên ở không hay là vẫn ở được anh? Anh bây giờ cũng chuyển. Là bây giờ cũng chuyển? Vâng. Ồ, thế là anh là bây giờ với cả vợ con anh bên này là chuyển lên trên hội trường thôn kia là ở hết? Vâng. Bây giờ không dám ở nữa. Chỗ này thì có vẻ như là nếu mà nhìn từ trên cao xuống ấy, thì là các bác sẽ hình dung được là nó ghê gớm như thế nào cô bác ạ. Nói như Phú có kể rằng là trước kia là ở đây này cô bác này, là có một ngôi nhà là bên cái nhà bộ công an là nhà ghép ấy, người ta làm cho. Nhưng mà hiện tại là đang bị là vùi lấp ở dưới này, còn là những cái vật liệu khác thì có thể là bị trôi đi hẳn tít xuống dưới. Anh em mình đi hẳn tít xuống dưới xem một tí anh nhỉ.
Vâng. Phú thì có vẻ như là hiện tại là sự việc đang xảy ra các bác. Thành ra là bên cán bộ xã, bên chính quyền xã người ta điện cho Phú một chút, cho Phú nói chuyện. Cái này trước kia là chỗ này là một cái ao anh chỗ này ấy. Vâng, có một cái ao ở cái dưới mần kia thì con chuồng lợn ở đấy. Giờ chuồng lợn cũng lướt đi hết rồi. Thế là dưới cái mận kia là chuồng lợn, nhưng mà em thấy là ở phía nhà của anh bên kia là anh dùng kè đúng không bên kia ấy? Vâng. Anh kè mất mười mấy triệu. Mười mấy triệu là kè bên kia? Vâng. Nhưng mà ở phía bên này thì không biết là nhà Phú có kè không bên này anh? Cái này vẫn kè mà. Bên này vẫn kè hết à? Mấy năm trước thì nhà Phú ở đây thì nó cũng làm một cái ao. Nhưng mà ao của anh bây giờ nó chỉnh chuyển cái nhà sang đây thì lấy cái ao này cho anh làm cái ao ở dưới. À vâng. Nói là cái trận mưa năm nay là rất là ghê các bác. Từ trước đến giờ thì anh đã từng thấy cái trận mưa nào và cái trận lũ nào như thế không anh? Không, từ lúc bé từ bây giờ anh không bao giờ thấy cái trường hợp này. Vâng. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi anh? Anh 93. Năm nay 93. 93 thì tương đương với lại là sắp được 3 mấy rồi. 3 mấy rồi. Anh là anh tên gì anh? Anh Thương. Anh là Thương. Ừ. Như bây giờ thì hiện tại là tài sản của anh thì hiện tại là còn là bao nhiêu anh tài sản đấy? Tài sản cái gì cũng ở bên này cũng mất rồi. Bây giờ thì nó muối có khó cứu được muối con trâu. Nếu mà mất cái con trâu là coi như là hết. Hết rồi. Là mỗi con trâu của mình thì tầm độ bao nhiêu tiền anh, trâu của mình nhé? Nếu mà mấy năm trước thì phải tầm hơn ba mấy triệu. Giờ chắc tầm hai mấy. Tầm hai mấy á? Bởi vì anh Thương thì năm nay thì cũng thiệt hại, phải nói là gần như là hết cái tài sản. Thời gian vừa qua là hai vợ chồng là phấn đấu là có được cô bác. Như ở đây thì nếu như các bác ở trên vùng núi thì các bác mới hiểu được là cái cảnh mà mất trắng tay như thế này này cô bác. Em với anh đi xuống dưới kia xem dưới kia một tí anh nhỉ. Còn Phú thì hiện tại là bây giờ bên này là bên xã người ta có xuống không anh? Có, lúc đấy vừa mới xuống. Bên xã là cũng xuống à? Vâng. Xuống là những cái hộ gia đình dân ở dưới này là người ta bắt là di rời hết rồi đúng không anh? Vâng. Và những cái gốc tre phải nói là này cực kỳ là to các bác. Còn bị đẩy hết đi. Gốc tre này là trước ở đây hay là ở trên kia anh? Gốc tre này đằng sau nhà của Phú. Thế là cái gốc tre này là hiện tại là đã bị đẩy đâu đó đi tầm độ là ít nhất phải tầm độ 3 mét cô bác ạ. Thế là như cái bụi tre là ở đằng sau nhà của Phú. Vâng. Thì cái bụi tre này ra đến đây thì em nghĩ là cái nhà của Phú chắc là bị lấp ở dưới cái những khối bùn đấy hết rồi anh nhỉ? Không lấp đâu. Anh thấy nó thấy ở chơi ở co cái ao này thì cái nhà cũng hỏng hết rồi, nát hết rồi. Thế là cái lúc mà bị trôi này anh đang ở đâu anh? Anh đang đứng ở bên cạnh nhà. Thế là nghe thấy tiếng rùng một phát là thấy là lũ là đi xuống rồi. Vâng, nó không phải lấp đâu, nó chỉ đẩy từ dưới lên. Thế là nó bị đẩy từ nhô 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 như vâng. Kiểu là nước nó đẩy từ dưới lên rồi. Vâng, nhô nhô lên cái nhà kêu ầm ầm đấy. Để trôi đi. Vậy bây giờ thì cùng Phú với lại là anh Thương là đi tận là dưới bên dưới này nữa để xem là cái chỗ mà sạt lở này thì liệu là có xa không cô bác nhé. Thế là ở khu này thì bây giờ làm gì mà được ở lại nữa anh nhỉ, khu này ấy? Khu này chắc không ở được nữa. Như thế nhưng cái khu này là hiện tại là đang bị đốt. Đang là chuẩn bị là có lệnh là di rời rồi anh. Vâng. Anh chuẩn bị chuyển đi. Ồ, trước kia là cái ao của anh, nhà anh ở đây à anh? Không phải, chuồng trâu anh ở đây. Chuồng trâu là ở đây. Ở đây nó đẩy từ sang bên kia. Ồ. Thế là ở ra bây giờ ở phần bên kia là không phải là mình gỡ đi là nó đẩy đi thôi đúng không anh? Vâng, nó đẩy đi thôi.
từ dưới này lên. Phải nói là nó đi qua đến đâu mà sạch đến đấy luôn này. Đấy, rất là may là ở dưới này là còn không có thiệt hại về người của bác ạ. Nếu mà thiệt hại về người nữa thì là hiện tại là đây không biết là người đang nằm ở chỗ nào nữa. Ủa, hồi nay là đi tận xuống dưới kia anh ấy. Vâng. Thế là địa dưới kia là còn đi nữa à, Phú? Thế là mấy cái nhà ở ra khu bên này là cũng chuẩn bị là di rời anh bên này ấy. Vâng, đang di rời hết rồi. Đây thì không ra bên kia thì mới ra được anh. Ủa cái nguồn nước này có phải là nguồn nước nó bị nguồn nước kiểu như kiểu nguồn nước nguồn không anh, hay là nó là mương thôi? Nước nguồn nước mà nó nếu mà không xảy ra như thế thì cũng có nước như thế. Đây là cái nguồn nước là trên hạt này. À. Nếu như thời xưa thì nước nó có nhiều như này không Phú, thời xưa? Thế rồi. Cái đợt mà đất trôi như này đợt này ra nhiều đấy. Là ra nhiều đấy. Thế mình chờ ít. À. Tại nhà các bác ở trên này thì cháu lực nhìn thấy là ra khu bên này ra bên kia là nhà toàn nhà xây rất là to của bác ở ra khu bên này ấy. Ủa chỗ này đi xa thế nhở? Tận tít xuống dưới kia của bác ạ. Anh ở đây đợi em nhé, em đi xuống cái này xem nào. Nói như là hiện tại là đang ghi hình của bác thì cũng khá là ghê đấy các bác ạ. Tại vì rằng là không biết là cái nó bị còn bị sạt nữa không á. Ui trời kia là đi xa quá. Chỗ này là trước kia là chắc là cái khe suối đấy anh nhỉ, chỗ này ấy. Hả? Chỗ này dưới kia chắc là khe suối rồi nhỉ? Vâng. Trước này không, thế trước là cái gì anh, chỗ này ấy? Còn cây à, cây bầu các loại à. Thế trước kia là có những cái loại cây măng đắng như này hết rồi à? Vâng, còn măng đắng hết. Vâng, mấy năm trước cũng có nước rồi mà cái này còn khô à. Đủ mỗi nước uống. Có vẻ như là ở trên cái này, chỗ này là nó như kiểu nó nằm trên tảng đá đây anh nhỉ, thế này ấy. Vâng. Thành ra là khi mà có nước ấy là nước nước nhiều quá nó bị cuốn trôi đi. À con trâu của anh thì là ở kia đấy hả anh? Vâng, con trâu anh ở kia. Ủa, anh em mình bây giờ anh em mình đi về đây nhỉ? Đây, Ui đi về đi. Ui, cảm giác như là nghe thấy tiếng gì nhiều cây đổ ở đâu sao ấy. Thế là bây giờ là ở dưới này là bị thiệt hại là nhiều lắm, là thiệt hại nhà anh Thương lại thiệt hại nhà Phú đúng không? Bây giờ thì sau khi mà cơn lũ nó đi qua các bác, để lại là những cái đống mà cho tàn, phải nói là rất là hỗn độn. Con trâu này lúc mà anh bắt gặp là nhìn thấy mỗi cái đầu thôi à anh, trâu này? À, thấy mỗi cái đầu. Chứ không là lúc đấy mày bị lấp hết cả. Cái là chắc là cũng chết đấy nhỉ trâu ơi. Đấy, nếu mà lấp thì chết rồi. Cái này là cái chuồng trâu mà bị đẩy từ tận là ở phía cái búi tre cái giang luôn. Vâng. Anh thì lợn bị thiệt hại hết rồi anh, tổng bao nhiêu con lợn đấy? Anh mất đi 2 con lợn. 2 con lợn? Yeah. Một con tầm độ bao nhiêu cân anh? Tầm độ 30 cân. 30 cân, thế là 2 con là tương đương với lại 60 cân. Nay là lúc mà bị lũ này là mưa vừa mới tạnh hay là trong lúc đấy vẫn đang mưa anh? Vẫn đang mưa. À. Bên này thì có vẻ như là có
nhà của bố mẹ của Phú là chưa bị ảnh hưởng các bác ạ. Bị ảnh hưởng mỗi là phần nhà của Phú với lại là nhà của anh Thương là nhiều. Đây là những cái cây mà còn gỡ lại được anh thế này. Vâng. Hay gọi là đi một nửa đấy anh nhỉ? Đi một nửa, lúc một nửa. Cái nhà cái lúc mà cái nhà kia bị bụi lạ lú nó đi qua thì có ai ở trong đấy không anh? Có mà anh ở trong đấy. Có hai mỗi hai mẹ con em rồi à? Hôm nay ra thì thật sự cô bác ạ không biết là phải mua cái quà gì để cho những hộ gia đình mà phải gặp phải. Thì cháu Lực cũng xin phép là bác Kim Hoàng rồi sẽ trích ra là cái khoản mà bác để mà đi hỗ trợ những cái hộ gia đình nào còn mới để sẽ gửi cho ở đây là hiện tại là đang có hai hộ đúng không anh? Vâng, hai hộ. Đang có hai hộ là bị lấp rồi đúng không? Vâng. Thế là ngoài ra là không có bị hộ nào đâu nhỉ? Vâng. Thế tí thì như hôm nay thì đi thì lúc đầu nghe người ta nói chỉ nghĩ rằng là có một hộ thôi nhưng mà ra đây thì Phú mới nói là có hai hộ. Thì Phú thì vẫn dùng số tài khoản chứ Phú? Phú là dùng số tài khoản đúng không? Đấy thì anh Thương anh ra bên này đi. Đấy. Không có giúp được gia đình là nhiều cả nhưng mà cũng xin phép là anh Thương là em sẽ gửi tiền mặt nhá, còn Phú thì mình xin phép là chuyển khoản nhá. Vậy ở đây thì em gửi cái phần quà là của một bác là ở bên Mỹ là có dành tặng cho anh là một cái khoản nó cũng nhỏ nhỏ thôi, đối với lại anh thì mất mát nó quá là nhiều rồi. Thì ở đây là một cái phần mà coi như là động viên là gia đình anh một chút là 500 ngàn đấy nhá. Vâng. Anh xin cảm ơn nhá. Vâng, đấy anh xem là đủ 500 ngàn chưa? Vâng, đủ rồi. Rồi, đấy còn về Phú thì là cháu Lực cũng xin phép là chuyển khoản cho Phú nhá. Phú là có má ở đây không? Cả. Có. Đây, thế là cho mình mượn đi. Đằng nghe ra thì gửi tiền mặt cho Phú lại anh thì nó ấy hơn cô bác đấy, nhưng mà tuy nhiên là quãng đường nó cũng khá là xa nữa. Thế là em là lúc mà bị sạt lở là hai vợ chồng em là em với lại con là ở trong nhà đấy à? Vâng, lúc đấy là hai mẹ con ở trong nhà thì cũng không biết là bị sập hay là như nào đâu, không có động tĩnh gì. Thì cây đổ từ trên bên trên xuống thì đập vào nhà bếp mới biết là nó đang bị sập, mới chạy ra ngoài ôm con chạy ra ngoài xong đến ra ngoài sân này là hai cái nhà kia là sập đi hết. Cái lúc mà em chạy ra là ra đến sân ở phía nhà anh Thương rồi thì là mới thấy là nhà mình là bị trôi đi rồi. Lúc đấy là tầm độ là như Phú nói là 1 giờ chiều à? Vâng, 1 giờ 30 gì đấy ạ. Đấy Phú má chưa? Đây. Đấy, xin phép là Phú là sẽ chuyển khoản cho Phú nhá. Lù Văn Phú đúng không? Đúng rồi. Cái phần đối với lại cái phần quà này thì nó cũng là một cái phần quà là rất là nhỏ nhoi thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên đó là cái sự mà chia sẻ của bác Kim Hoàng là dành tặng tới cho Phú với lại anh Thương là một chút. Mạng ở đây thì có vẻ như là hơi yếu một chút rồi. Lúc đấy là hôm đấy là không phải là đêm ấy nhỉ? Nếu mà đêm là còn nếu mà đêm thì chắc là bị lấp hết nhỉ? Lúc đấy thì đang tầm lúc là ngủ say nữa. Thế thì vừa chuyển khoản cho Phú là 500 ngàn, anh Thương là 500 ngàn nhá. Anh Thương thì là gửi cho tiền mặt cô bác ạ. Thế còn Phú thì cháu được xin phép là gửi cho Phú là 500 ngàn này. Phần quà này thì cũng là phần quà của bác Kim Hoàng. Thì chắc là cái video này của bác này thì cũng khá là tối rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Cho em xin gửi lời cảm ơn đến bác Kim Hoàng đã gửi lời hỏi thăm động viên gia đình ạ.
Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ đến gia đình nhà em ạ. Có vẻ như em thì là người mà trải qua và chứng kiến được cả những cái câu chuyện đấy, cho nên là đối với em là bây giờ cảm thấy như rất là ám ảnh của bác ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ Sang Tuyết Hà Giang cô bác.